Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà đất Anh Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp. Video tiếp theo ngày hôm nay thì em Anh Hùng sẽ đặc biệt gửi đến quý vị chúng ta một căn nhà mặt tiền kinh doanh bán cho thuê. Một căn nhà mặt tiền đường số của đường Thống Nhất, một khu vực kinh doanh bán khá sầm uất nha quý vị. Căn nhà chúng ta ngày hôm nay đang có diện tích ngang 7, độ sâu là 13m, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu. Một căn nhà có hướng đông bắc, góc hai mặt tiền đường, thuận tiện ở kinh doanh bán cho thuê. Một căn nhà đang có giá bán chảo ra rất là mềm cho một vị trí kinh doanh buôn bán nha quý vị. Và con đường trước nhà mình này là một con đường 12m đường thông. Khu này kinh doanh bán rất là sầm uất và nhịp, thuận tiện cho quý vị chúng ta ở làm văn phòng công ty hay là cho thuê đa ngành nghề được luôn. Vị trí này thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Và video ngày hôm nay Huy Hùng sẽ đặc biệt gửi đến quý vị chúng ta một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 7, độ sâu 13m và diện tích xây dựng chỉ có 7x8 thôi nha quý vị. Được xây mới 100%, thiết kế một trệt một lửng và quý vị sẽ cùng em tiến về với mặt tiền mặt chính của siêu phẩm nhà góc trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Một siêu phẩm nhà góc hai mặt tiền đã đủ độ giới và góc bên hông, mặt tiền đường bên hông là con đường 6m và mặt tiền chính lên tới 12m. Đây là mặt tiền góc của căn nhà chúng ta, một căn nhà đẹp thiết kế theo một kiến trúc hiện đại với kiến trúc là khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng master, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng cực chiêu. Căn nhà đang có hướng đông bắc phù hợp cho đại gia đình mình thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch, tây tứ trạch nha quý vị. Quý anh chị quan tâm đến căn góc hai mặt tiền có thể vừa ở vừa kinh doanh là văn phòng công ty cho thuê, có thang máy thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho cô bác anh chị chúng ta. Diện tích căn nhà mình nằm trên sổ là 7x13 và diện tích xây dựng công nhận chỉ 7x8 thôi. Còn đâu sân này chúng ta để đậu xe hoặc là buôn bán cho thuê, làm văn phòng công ty hay là làm quán cà phê được nha quý vị. Vì diện tích sân này thì quý vị sử dụng mãi mãi luôn, là thuộc khuôn viên của căn nhà mình. Và góc hai mặt tiền đường, đường bên hông thì lên tới 6m. Và căn nhà này rất là đẹp và lung linh trong buổi chiều ngày hôm nay nha quý vị. Chủ nhà đang cần bán với giá cực kỳ mềm và ưu đãi. Với tầm tài chính cô chú anh chị từ 10 đến 12, 13 tuổi thì quý vị có thể đến tham quan căn nhà này. Căn nhà này đang chào bán với giá trong tầm khoảng từ 10 đến 12, 13 tuổi thôi nha quý vị. Và ở đây thì quý vị đang tham quan bên ngoài, không gian con đường này. Con đường rất là rộng, trong một buổi chiều muộn thì khu vực này rất là đông đúc và nhịp nhé. Và căn nhà này thì còn có thang máy nữa nha cô bác anh chị. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng vào bên trong căn nhà. Căn nhà chúng ta thì có hai lớp cửa. Lớp cửa chính thì có hướng là đông bắc và lớp cửa bên hông thì có hướng là bắc ghé đông một tí thôi. Với ra ngoài bên sân thì chủ nhà có trồng thêm cây xanh. Và mặt tiền chính thì được làm theo mẫu kiến trúc hiện đại, được ốp nhựa và ốp đá trang trí kết hợp với đèn led, đèn chiếu sáng khá là lung linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong căn nhà. Do nhà mình là nhà mặt tiền vừa ở buôn bán nên chủ nhà làm tới 3 lớp cửa cuốn. Và dưới tầng trệt này chúng ta đậu xe hơi và làm phòng bếp, phòng ăn rất là dễ và tuyệt vời. Khu vực này thì quý vị đậu xe hơi này, xe hơi xe máy này. Ở bên đây thì quý vị nếu mà chúng ta buôn bán thì chúng ta sẽ gửi xe hơi ở ngoài nhé. Còn khu vực này chúng ta bán quán cà phê. Trong này thì quý vị có thể làm quầy bar để pha chế này. Và chủ nhà có để bếp ở dưới thì khu vực bếp thì chúng ta sẽ có bàn ăn 6 ghế. Tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ ăn cường, có quạt trần bên trên. Và kế bên không gian bếp này thì quý vị sẽ có hệ thống cửa kính và có kính, có cửa cuốn bên ngoài. Đây là không gian dưới tầng trệt của siêu phẩm nhà phố ngang 7 sâu 13 và đang được Huy Hùng quay trực tiếp tại căn nhà và gửi đến đại đình mua nhà trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Bắc Tân Bình. Căn nhà này thì đang chào bán với giá ưu đãi và còn thương lượng mạnh. Cô bác anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là phòng vệ sinh dưới tầng trệt. Và quay ngược ra bên ngoài cho mọi người xem này. Vị trí góc này thì quý vị làm quán cà phê phải nói là tuyệt vời nhá. Quý vị đang tìm nhà vừa ở vừa làm quán cà phê hay là kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý. Căn nhà mình thì có thang máy đi lên từ lầu 1, khu vực không gian phòng khách. Ở đây thì cầu thang bộ đi lên thì quý vị sẽ có đèn led chiếu sáng và có mặt đá hoa cương cũng như là tay vịn cổ đỏ lan can kính cường lực. Trên lầu 1 thì quý vị sẽ có không gian phòng khách rất là đẹp trên đây. Nhà có bố trí sẵn sofa kết hợp với đèn quạt trần, tủ kệ tivi ở giữa và phía trong đây thì quý vị sẽ có không gian có tủ kệ sách và tủ rượu. Đây là không gian phòng tiếp khách của căn nhà mình. Căn nhà ngang 7 sâu 13m và xây dựng thì công nhận chỉ được 7x8 thôi. Quý vị có bác quan tâm đến căn này thì gọi cho Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Ở đây thì quý vị sẽ có ban công ngay không gian phòng khách này. Ban công rất là rộng và làm lan can inox và kính cường lực bên ngoài.
Ngoài mặt tiền thì có ốp gạch trang trí lên cao phun trần và cây xanh được phủ kín cả ban công. Đây là không gian phòng tiếp khách của căn nhà. Vòng bên đây thì quý vị sẽ có khu vực bàn làm việc với hệ thống tủ kệ sách và một khu vực bàn ngồi đọc sách. Phía trong đây thì không gian phòng khách này thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh với bồn tắm xông hơi và bồn tắm nằm kết hợp với hai lavabo rửa mặt cho khách sử dụng, cũng như là bồn cầu. Cái phòng khách này thì quý vị có thể làm phòng ngủ cũng được nhé, vì nó có vệ sinh trong. Chúng ta có thể làm phòng ngủ master, hoặc là nếu gia đình chúng ta không có xe hơi hoặc không kinh doanh bán thì cái góc này thì ở dưới tầng trệt chúng ta làm phòng tiếp khách và phòng bếp. Trên lầu này thì quý vị sẽ làm phòng ngủ, thì nhà chúng ta sẽ có 4 phòng. Đây là không gian chủ nhà đang bố trí làm phòng khách này, do nhà mặt tiền nên là nếu mà không làm phòng khách bên trên, ở dưới để kinh doanh bán thì rất là phí, nên chủ nhà đã tính hết rồi thì họ đã làm cho mình không gian phòng khách bên trên. Quý vị cô bác nào đang tìm mua thì có thể đến tham quan và sử dụng căn nhà này nhé. Đây là cầu thang máy của căn nhà này, thang máy 450 kg. Chúng ta sẽ vào thang máy đi lên lầu 1 tham quan không gian phòng master. Căn nhà này thì đang có hướng đông bắc và tọa lạc trên trục đường mặt tiền đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng nha quý vị. Vị trí quá đẹp và đắc địa, quý vị quan tâm thì gọi cho Hùng ngay để sở hữu căn nhà với giá tốt và được hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà này thì chủ nhà đang chào bán với giá trên 13 tỷ một tí, nhưng mà còn thương lượng mạnh. Quý anh chị cô bác có tài chính tầm 10-11 tỷ thì cũng có thể đến tham quan căn nhà này, vì chủ nhà đang còn giảm sâu nhé. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ master ở khu vực lầu 2. Lầu 1 là không gian phòng tiếp khách, lầu 2 này quý vị sẽ có không gian phòng ngủ master với hệ thống giường ngủ một bên kết hợp với tủ kệ tivi, bên trên có đèn quạt trần, đèn led, quý sàn ốp gạch giá gỗ. Ngoài đây thì quý vị chúng có ban công rộng vòng quanh căn nhà, thì có trồng cây xanh và có đèn led phải nói là cực kỳ lung linh. Quý vị nào yêu thích căn góc mà mẫu hiện đại, có thể vừa ở vừa cho thuê hay là buôn bán, thì đây là một trong những sản phẩm nhà phố mà có con đường mặt tiền rất là tấp nập của trục đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thì quý vị quan tâm thì gọi cho em để đến tham quan trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp ngay anh chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hồng hoàn công. Nhà đã có sổ hồng hoàn công sẵn rồi nha quý vị. Sổ hồng hoàn công thì không cầm cố ngân hàng, và quý vị mua bán thì công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Đặc biệt giá bán thì chủ nhà còn thương lượng mạnh cho quý vị khi mua. Ở đây thì không gian phòng tắm của phòng master thì quý vị có bồn tắm nằm, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn và gương soi đèn led. Phòng vệ sinh này thì cũng có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính. Và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ master. Và trên lầu thì quý vị sẽ có không gian của hai phòng ngủ bên trên, phòng ngủ số 2 và số 3. Cầu thang máy của nhà mình thì sẽ di chuyển lên tới khu vực sân thượng của căn nhà luôn nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng lên tham quan không gian hai phòng ngủ bên trên, phòng ngủ số 2 và số 3. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ này thì quý vị vẫn có hệ giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm và phòng vệ sinh trong. Nhà mình thì có tổng cộng là 5 phòng vệ sinh nha. Phòng ngủ phải nói là quá đẹp và sang trọng đẳng cấp nha quý vị. Ngoài đây vẫn là hệ thống ban công giống bên dưới này, vô cùng thoáng mát và tuyệt vời. Một trong những sản phẩm nhà phố góc tuyệt đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay. Phải nói là đèn sáng lung linh nha mọi người. Quý vị xem căn này thì không mê thì phải nói là không thể biết thưởng thức nhà đẹp. Nhà này quá đẹp nhưng mà diện tích thì hơi bé một tí. Nếu mà không bị trừ lộ giới hoặc là cho xây hết thì căn này phải có nói là quá đẹp. Còn bây giờ thì nhà nước quy hoạch lộ giới mới thì chủ nhà phải trừ ra khoảng tầm hơn 5m và chỉ được xây dựng 7x8m thôi, góc hai mặt tiền, nên là diện tích căn nhà nó nhỏ lại một tí, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng cái khoảng không bên ngoài để chúng ta có thể bán cà phê, đậu xe. Và vị trí này thì chúng ta bán quán cà phê đường nào chúng ta cũng phải trừ thôi. Bán quán cà phê chỗ này thì phải nói là tuyệt vời, bán đồ ăn sáng cũng được. Phòng ngủ số 3 này cũng đầy đủ nội thất này, làm quá đẹp với tủ áo, bàn trang điểm và khu vực gắn máy lạnh đặt ngay phòng vệ sinh và phòng vệ sinh bên trong với bồn cầu, là bồn rửa mặt, bồn tắm vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi, phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với khu vực sân thượng cực kỳ chill của siêu phẩm nhà phố thang máy ngang 7 sông 13 này nha quý vị. Quý vị tiếp tục theo chân em Hùng di chuyển bằng thang bộ nhé. Thang máy chở hơi lâu nha mọi người. Giá bán chủ nhà đang chào bán là 13 tỷ và quý vị quan tâm thì đến xem với tầm tài chính của cô chú anh chị khoảng tầm 10 đến 12 tỷ thì quý vị cũng có thể nhăm nhe căn nhà này nhé. Căn nhà này thì chủ nhà còn bớt đấy. Và ở đây thì quý vị sẽ đến với không gian sân thượng. Ở đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ này. Phòng thờ đây nha quý vị. Chúng ta sẽ có một khoảng phòng thờ nhỏ nhỏ đây này. Và ngoài đây chúng ta sẽ có khu vực sân thượng và khu vực giặt đồ phơi đồ. Ôi sân thượng cũng đẹp nha mọi người.
cây xanh tràn ngập, ánh đèn lung linh, một siêu phẩm nhà góc tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị cô bác quan tâm còn chần chừ gì mà không gọi ngay cho em Huy Hùng để đến tham quan căn nhà này. Không mua thì quý vị cũng đến xem cho nó thỏa mơ ước nhé. Còn nếu mua thì quý vị sẽ gặp chủ để thương lượng giá cả. Bên trong đây thì chủ nhà có để khu vực không gian để máy giặt. Chỗ này thì có ống cấp và thoát nước máy giặt này. Chúng ta mua về thì chỗ này chúng ta để máy giặt và phơi đồ giặt đồ ở đây. Thì quý vị có thể lập thêm cái mái chỗ này nhá. Chỗ này thì chủ nhà chưa lập nhưng mà chúng ta có thể lập ở chỗ này. Và có cầu thang leo lên trên thăm bồn nước năng lượng mặt trời, cũng như là khu vực cục máy của thang máy để chúng ta bảo trì nhá. Và giá bán căn nhà này thì quý vị đã biết trong video Hùng nói rồi. Quý vị quan tâm thì gọi cho Hùng để đến xem căn nhà hướng Đông Bắc, ngang 7 sâu 13 m, góc 2 mặt tiền buôn bán, thuộc mặt tiền đường Thống Nhất, phường 16 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Qua sân bay 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 phút thôi. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà của Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.